cho biết là mình đã bắt được bài lối chơi của đối phương. U19 Myanmar ở trận này gồm có thủ môn mang áo số 18 Hetwalia Soe, cao thủ số 2 Thiết Patingwe, số 4 Somokiao, số 6 Thiết Patinghatu, số 7 Miat Kaung Khoan, số 9 Pes Sonayan, đội trưởng số 10 Winaitun, số 15 Than Hattik Jin, số 17 Hetit Aung, số 19 Hetit Phoai, số 20 Aung Gun Soe. U19 Hoàng Gia Lai gồm có thủ môn mang áo số 27 Phạm Đình Long, cao thủ số 4 Âu Dương Quân, số 6 Võ Hoàng Huy, số 8 Huỳnh Văn Hải, số 11 Cao Hoàng Tú, số 15 Dụng Quang Nho, số 18 Nguyễn Duy Liêm, số 19 Nguyễn Văn Phi, số 20 Trần Bảo Toàn, số 21 Nguyễn Cảnh Anh và số 29 Nguyễn Duy Thắng. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ U19 Hoàng Gia Lai bảo vệ cầu môn bên phía phải mà các bạn. Như vậy là có tới 5 sự thay đổi so với trận đấu gặp U19 tuyển chọn Việt Nam bên phía cầu thủ U19 Hoàng Gia Lai. Huỳnh Văn Hải, cầu thủ mang áo số 8, lần đầu tiên được đá chính ở giải đấu năm nay. Bảo Toàn. Rất tốt. Cơ hội dành cho Hoàng Gia Lai. Không hề có lỗi của các cầu thủ Myanmar. Đường chuyền của Cảnh Anh. Đánh đầu. Dụng Quang Nho. Susa. Phản dứt điểm từ rất lý tưởng. Trời mát. Bảo Toàn dứt điểm. Pha kết thúc ở cự ly rất gần của Bảo Toàn nhưng đã Cảnh Anh. Bảo Toàn. Cảnh Anh. Duy Thắng. Cú tạt rất tốt nhưng đã không có cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Dứt điểm. Vừa rồi là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 15 Dụng Quang Nho. Vẫn là Duy Thắng. Không được. Xâm nhập được vòng cấm nhưng vừa rồi Duy Thắng đã quyết định thực hiện một cú căng hàng chứ không phải là một pha dứt điểm. Cảnh Anh. Việt vị của Cao Hoàng Tú. Bảo Toàn. Rất tiếc là vừa rồi Bảo Toàn lại bị trượt chân. Đã sử dụng những cầu thủ tiền vệ chơi tốt nhất của mình ở trận này. Cơ hội dành cho cầu thủ Anh Gia Lai. Duy Thắng. Rất đáng tiếc khi mà các khán giả kỳ vọng chằm. Trong đội 1 của Hoàng Gia Lai cũng có một đủ người dân tộc. Đó là A Hoàng. Như vậy là bên phía Myanmar đã có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số của trận đấu do công của cầu thủ Mat. Chúng ta xem lại pha quay chậm. Một mình Âu Dương Quân đứng chơ vơ để cho Win Anh Tun thoát xuống dễ dàng. Và đánh chặn tốt. Lê Minh Vinh. Vẫn còn. Qua lỗ thủ môn. Như vậy là đã có tiếng còi trọng tài. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ U19 Hoàng Gia Lai GMG. Cao Hoàng Tú là người đá rất nhanh ở trong tình huống này để có thể thoát xuống. Đây. Tiến đạt. Không vào. Một đường truyền rất kỹ thuật. Đảo chân rất khéo. Cả ngang dứt điểm. Không được. Một cơ hội rất tốt dành cho cầu thủ U19 Myanmar. Có thể thấy sự khéo léo
để dứt điểm trúng bóng. Cao Hoàng Tú, Cao Hoàng Tú, khoảng cách là quá xa với hai đồng đội ở hai người. Quang Nho xử lý rất tốt ý đồ. Cao Hoàng Tú hơi mạnh, không, vẫn còn. Để mà tách ra khỏi được siêu đầu bám của vệ bên phía Myanmar quả là khó khăn. Lê Minh Bình đã di chuyển khôn ngoan nhưng cú dứt điểm lại không thành công. Ông Đinh Văn Dũng, ngay cả cách triển khai bóng của họ cũng rất dễ bị bắt bài. Nguy hiểm. Minh Quyền, cơ hội dành cho Myanmar. Qua người, sửa bóng. Tỷ số là 2-0. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Myanmar. Minh Quyền đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Ở pha tranh chấp tay đôi, trận đấu vào lúc 18:30 giữa hai đội. Win Anh Tun qua được hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, vẫn còn. 3-0 cho Myanmar. Tỷ số là 3-0. Khả năng càng lướt, sức mạnh rất tốt của Win Anh Tun. Hoàng Gia Lai đã dính bàn thua thứ 3 sau nỗ lực ngăn chặn không thành công ở tình huống 2-3. Duy Liêm, Hoàng Gia Lai đang nỗ lực để có thể tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên pha vừa rồi lại không thành công.